Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đến với kênh Bếp Việt Official. Hôm nay em xin chia sẻ với cả nhà một món ăn bằng gỏi, một món gỏi gỏi rau câu sợi. Đây cả nhà, hôm nay em mua bịch rau câu sợi. Đây là bịch rau câu và mình dùng để trộn gỏi mà hoặc là mình dùng để làm thạch. Giờ trước tiên là nguyên liệu để em làm món rau câu, món gỏi rau câu gồm có thứ nhất là một bịch rau câu sợi ha. Cái này mình mua trong siêu thị nhiều lắm cả nhà. Và một ít tôm, một ít cà rốt, một ít cà chua. Rồi, đó là phần nguyên liệu chính ha. Ngoài ra còn có thêm một ít bắp cải tím, rau xà lách, rau húng lủi và một ít củ hành trắng mà em đã ngâm đá. Mình cắt sợi ra và mình ngâm đá cho nó bớt độ hăng cả nhà. Rồi, mình sẽ dùng với sốt dầu giấm ha. Rồi, bây giờ trước tiên là mình sẽ để những nguyên liệu này sang một bên. Giờ mình sẽ ngâm cái phần rau câu sợi này ha. Lần mình làm rau câu khác không cả nhà, đây là rau câu sợi nè cả nhà. Mình sẽ ngâm, em ngâm nửa gói, mình ngâm cho nở mềm ra để xíu mình sẽ trộn gỏi. Rồi, hôm nay em sẽ dùng nửa gói thôi. Rồi để sang một bên, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu khác. Rồi giờ mình sẽ cắt cà rốt, bóc vỏ tôm và mình xào sơ qua tôm. Giờ mình sẽ pha sốt để trộn gỏi nha cả nhà. Em dùng sốt dầu giấm. Phần sốt dầu giấm mình có thể tự làm ở nhà cũng được, hoặc là mình mua ở ngoài cũng được nữa cả nhà. Muốn tiện thì nhanh thì mình mua sẵn ở ngoài, còn không thì ở nhà mình làm cũng được nữa. Em dùng 3 muỗng sốt dầu giấm. Và để cho cái màu sốt của mình nó đẹp á, mình cho thêm 1 muỗng tương ớt. Rồi giờ mình sẽ quậy đều lên. Rồi đây là phần sốt, mình cho thêm 1 muỗng tương ớt thì cái màu sốt của mình đẹp hơn hẳn ha. Rồi mình trộn gỏi thôi. Rồi trước tiên là phần rau câu em đã ngâm rồi nè. Rau câu sợi em ngâm nở đều ha, ăn nó giòn giòn thành sực. Rồi mình để ráo nước, sau đó mình sẽ cho vào trong phần gỏi của mình. Một ít salad nè. Rồi một ít bắp cải tím. Vài quả cà chua bi. Cà rốt, một ít hành trắng mà mình đã ngâm nước đá cho nó bớt độ hăng đó cả nhà. Rồi mình cho phần rau câu ngâm vào. Rồi mình rưới nước sốt lên cả nhà. Rồi mình dùng tay mình trộn đi cho đều ha. Rồi cả nhà ơi, mình dùng tay mình bóp đi trên đều cho nó ngấm gia vị đều ha. Nước sốt còn lại mình cứ chan đều đều lên, rưới rưới thêm vào. Mình cho thêm một ít rau húng lủi. Rồi cuối cùng mình rắc lên trên cái vị gỏi của mình một chút hành phi. Một ít hành phi. Rồi. Cho lên đây mấy chú tôm. Hồi nãy mình vừa xào qua rồi á. Tôm nếu mà cả nhà luộc liền á, mình mua về mình luộc liền thì mình không cần phải xào. Tại vì có em để trong tủ lạnh cho nên em xào lại, xào sơ qua với tỏi thôi. Rồi đầy đủ gia vị luôn cho món gỏi. Rồi cả nhà ơi, món gỏi với gỏi rau câu với tôm các em đã xong. Cảm ơn cả nhà đã xem kênh Bếp Việt Official. Cả nhà ơi, cả nhà xem clip thấy thích, cả nhà bấm giúp em nút đăng ký nha. Hoặc là có nhận xét góp ý gì á, để cái món ăn mình hoàn thiện hơn, cả nhà vui lòng comment giúp em nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem kênh Bếp Việt Official.